Ngươi đứng lại cho ta. Không ngờ ngươi lại chanh chua ác độc như thế, hạ độc với cả các cha ruột của mình. Ngươi biết lỗi chưa? Ta có tội gì? Hôm qua là người ca ca đó muốn hại ta trước. Ta quỷ hai mắt hắn là đã quá nhân từ. Nếu ta muốn hạ độc thủ với hắn, hắn đã sớm không còn trên cõi đời này rồi. Ngươi còn biện minh. Cho dù trước nay các ngươi không hòa thuận, nhưng hắn cũng chưa làm gì hại ngươi. Ngươi lại quỷ hai mắt của hắn. Ngươi quỳ xuống cho ta. Chưa làm hại gì ta. Bao năm qua họ bắt nạt ta thế nào? Lãnh tướng quân ông có mắt nhìn, có tai nghe không? Ông có từng giống như bây giờ đòi lại một chút công bằng cho ta chưa? Ông có còn nhớ ta, Lãnh Ly, cũng là con gái của ông không? Hơn nữa, Lãnh Ly ta cũng không phải kẻ hiền lành sợ ác. Hiện giờ ta đã gả vào Dương phủ, tất nhiên cũng không muốn gây thêm thị phi. Nhưng con gái con trai ông sỉ nhục ta hết lần này tới lần khác. Nếu đổi lại là người khác, bọn họ cũng không dám đâu. Hiện giờ Lãnh tướng quân lại nổi giận đùng đùng gọi ta về chất vấn, không cảm thấy ông rất nực cười sao? Lãnh Ly, ngươi, Lãnh Ly, nhà đầu ác độc, quỷ hai mắt ta, xem ta có giết chết ngươi không, Phong Nhi. Đừng làm bậy nữa. Ta ở đây, có bản lĩnh ngươi cứ xông vào ta. Kiếp này ta không báo thù được, kiếp sau ta có làm ma cũng không tha cho ngươi. Ta phải khiến Lãnh Ly ngươi chết không được yên. Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi. Ly Nhi, cha cầu xin con. Con nể tình Lãnh gia, chỉ có một đứa con trai là nó. Con tha cho nó, con đưa thuốc giải cho nó đi. Cha, đừng cầu xin cô ta. Con không cần thuốc giải, cứ để con mù hoàn toàn đi. Dìu thiếu gia xuống. Ly Nhi, đừng kéo ta. Ly Nhi, tâm trạng của Lãnh tướng quân ta có thể hiểu, nhưng thuốc giải ta cũng không có. Thế phải làm sao? Độc này không phải độc mạnh, năm ngày sau là khỏi. Ta nể tình tướng quân lập công vì nước mới tha mạng cho hắn. Nếu sau này hắn tái phạm, đừng trách ta vô tình. Ly Nhi, hậu cung như chiến trường, sau này con phải cẩn thận. Đa tạ Lãnh tướng quân nhắc nhở. Bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn một mình, ta đã quen rồi. Sao nó lại thế này? Ta thật không hiểu nó. Hách Liên Hiên, Hách Liên Hiên, người đâu? A Phúc, Dương Phi, Dương gia đâu? Dương gia ra ngoài rồi. Ra ngoài, đi đâu? Không biết. Không biết. Người có biết nếu Dương gia có bất trắc gì, người có bao nhiêu cái đầu để rơi không? Dương Phi tha mạng, Dương Phi tha mạng. Dương gia đi Yên Hồng Cát rồi. Yên Hồng Cát. Nào nào, Tam gia, hôm nay chúng ta không sai không về. Được. Ngũ ca, hôm nay sao huynh, hôm nay sao huynh có thể dè dặt thế? Không lẽ Dương Phi không bên cạnh,
Quynh trở nên nhát gan như thế. Phải, ngũ đệ là gì? Đệ muội ngộ thương lục đệ nên hổ thẹn trong lòng. Đều là người nhà, chút chuyện nhỏ này cứ để nó qua đi. Ly Nhi còn đang chờ ở nhà, nếu không có chuyện gì thì ta cáo từ trước. Muốn đi cũng được, nhưng nếu Quynh không uống ly rượu này thì có phải là có lỗi với ta và Tam Ca quá không? Nào nào nào, thêm ly nữa. Cáo từ, ngủ đệ. Vội gì chứ, vì Quynh còn một món quà muốn tặng đệ. Nào ngủ ca, ngủ ca, tới đây. Ngồi yên. Ba vị công tử chờ lâu. Vị công tử này hơi quen mặt. Thanh ảnh, nhìn cho kỹ, đó là Ngũ Dương gia, hầu hạ cho tốt, không chừng nạp ngươi làm tiểu thiếp gì cũng nên. Thanh ảnh đã hiểu, đừng ngại ngùng mà. Này Ngũ ca, phúc thế này mà huynh cũng không cần à. Nào nào nào, mau ngồi đi, đi thôi. Kịch hay còn ở phía sau. Lý công tử, cho chơi vui nhé, chăm sóc cẩn thận. Này, cô chạy lung tung gì thế? Vô tiếp khách à? Nhớ dài nhớ giận cái gì? Ta biết rồi, cô mới đến đúng không? Nào nào nào, ta giới thiệu cho cô. Nào, đi đi đi, bà cút đi. Người làm thời nay sao càng ngày càng khó quản lý thế? Đừng ngại mà, ta cởi y phục giúp ngài. Chuyện này nếu truyền đến chỗ phụ hoàng, dù lão ngũ có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Tam ca, làm sao đây? Ta... cút ra ngoài cho ta. Để yêu nữ này bắt gian tận giường chẳng phải càng tốt hơn sao? Tiểu tử này to gan thật nhỉ, mới thành thân đã đến thanh lâu mua vui. Ly Nhi, ta khó chịu quá. Chẳng khó chịu cái gì, giả giờ gì nữa. Ta thấy nóng quá, ta khó chịu. Khó chịu. Khó chịu quá. Thế này là trúng độc rồi. Hắn trúng hợp quan tán. Nào, mặc y phục vào, chúng ta về nhà. Tam ca, chúng ta phải làm sao đây? Đứng lại. Tam Dương gia, Lục Dương gia hôm nay cũng đến đây tiêu khiển à? Đi vội thế làm gì? Người, yêu nữ người mà tránh ra. Tam Dương gia thân là hoàng duệ Diên Quốc, lại dùng thủ đoạn hạ lưu thế này, còn dùng với đệ đệ của mình. Thủ đoạn hạ lưu gì? Ngũ đệ ta thủ lượng không tốt, uống sai nổi lòng háo sắc, bảo bọn ta tìm qua khôi Yên Hồng Cát đến. Liên quan gì đến bọn ta? Dương Phi, ngươi đừng ngậm máu phun người. Được, nếu do tổ lượng Ngũ Dương gia không tốt, vậy hôm nay ta cùng hai vị uống thêm vài ly. Không cần. Tam ca, Tam ca, cả ngươi nữa, ta tự làm. Chúng ta về nhà. Đi. Ta nóng quá. Tam ca, hoàng huynh với hoàng đệ làm gì thế? Không quan tâm họ nữa, mặc xác họ đi. Tam ca, ta cũng nóng quá. Tam ca, nhưng người tránh xa ta một chút.
chàng qua kia nằm một chút. Nào, ta đi lấy khăn cho chàng. Đỡ hơn chưa? Hách Liên Hiên, chàng có thể giống nam nhân chút không? Ly Nhi, xin lỗi. Vừa rồi ta và chàng đã là phu thê. Chuyện như thế này không cần xin lỗi. Nhưng mà ta thấy hình như nàng không vui. Dương gia, Tam ca và lục đệ của huynh trước kia cũng bắt nạt chàng thế sao? Ly Nhi, nàng đừng lo lắng. Mẹ ta đã nói, những người làm tổn thương nàng thì không cần để trong lòng. Nếu không, sẽ lơ là với những người quan tâm nàng. Ly Nhi, ta muốn thương lượng với nàng một chuyện. Chuyện gì? Sau này nàng đừng gọi ta là Dương gia nữa được không? Nghe rất xa cách. Hiên Nhi được không? Được. Sau này cứ gọi tên này, đừng để người ta nhìn thấy. Ly Nhi, ta thật sự rất thích nàng, nhưng tuyệt đối không phải kiểu thích lúc nãy. Bây giờ ta thích từ tận đáy lòng. Ngũ Dương gia, Ngũ Dương phi vào cung diện thánh. Làm bừa. Sao con có thể dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy đối phó lão Ngũ? Bây giờ thì hay rồi, tự giác đá đập vào chân mình. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể đổi.